điểm danh 10 dòng vẹt hot và dễ nuôi nhất. Vẹt thu hút người nhìn bởi ngoại hình bắt mắt nhờ bộ lông sặc sỡ nhiều màu sắc cùng khả năng đặc biệt biết bắt chước tiếng người. Đây cũng là hai đặc điểm nổi bật khiến vẹt được nhiều người chọn nuôi làm chim cảnh. Cùng với quạ, rẻ cùi và chim ác, vẹt cũng được xếp vào danh sách những loài chim thông minh nhất thế giới hiện nay. Một, yến phụng, vẹt hồng. Yến phụng hay vẹt hồng là giống vẹt nhỏ được dân chơi chim đặc biệt yêu thích bởi sự đa dạng về số lượng màu sắc, có sức đề kháng tốt, ít bệnh tật, linh hoạt, dạn và rất thân thiện. Đặc biệt chúng nói rất nhiều, dễ bắt cặp để sinh sản và giá thành lại phù hợp với nhiều đối tượng người nuôi. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của giống vẹt này là chỉ số IQ chỉ ở mức trung bình, nên để huấn luyện chúng, người nuôi cần có phương pháp nuôi phù hợp và phải thật nhiều kiên nhẫn. 2. Cóc cà tiê, vẹt Mã Lai, cũng nằm trong danh sách những dòng vẹt hot và dễ nuôi nhất. Cóc cà tiê hay vẹt Mã Lai sở hữu bộ lông dài mềm mượt vô cùng quyến rũ. Tính thân thiện cao, giá thành rẻ lại có khả năng đặc biệt là hot theo nhạc và bắt chước được giọng của các loài chim khác, chúng cũng rất dễ bắt cặp để sinh sản. Tuy nhiên, cũng giống như vẹt hồng, vẹt Mã Lai có chỉ số IQ chỉ ở mức trung bình, cộng thêm sức khỏe khá yếu, lại nói rất kém. 2. Vẹt ngực hồng, vẹt ngực đỏ. Là giống vẹt có nhiều biến thể địa lý nhất, vẹt ngực hồng dễ dàng được xác định bởi màng lông màu đỏ lớn trên ngực. Vẹt ngực hồng có sức khỏe tốt, màu lông sặc sỡ bắt mắt, giá thành rẻ, những đặc điểm này giúp chúng nằm trong danh sách những dòng vẹt dễ nuôi. Tuy nhiên, ở giai đoạn mới lớn chúng trông rất xấu xí, chỉ hoàn toàn trổ mã khi trưởng thành, khả năng nói và chỉ số IQ chỉ ở mức trung bình, cộc tính và kỹ thuật bay lượn lại kém. 3. Lớp vớt, chi két mẫu đơn két uyên ương. Lớp vớt thuyết phục người nuôi bởi vẻ ngoài dễ thương với bộ lông nhiều màu sắc, đặc tính thân thiện cao, trung thành với chủ nhưng khả năng bắt chước giọng rất kém, lại khá ổn. 4. Vẹt má vàng. Vẹt má vàng sở hữu lớp lông dạng sợi nhỏ, mềm mượt, đuôi dài đẹp, khả năng nói ở mức khá, mức giá bán tầm trung nhưng không quá đắt. Tuy nhiên, giống vẹt này có kỹ thuật bay khá kém, bản chất cục tính, tính bảo vệ lãnh thổ cao, có thể cắn nhau và cắn các dòng vẹt khác nếu được nuôi chung lồng. 5. Vẹt xám châu Phi. Vẹt xám châu Phi nằm trong danh sách những dòng vẹt có chỉ số IQ cao nhất, khả năng nói nhiều và nói tốt, sống tình cảm và rất quấn chu. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của vẹt xám châu Phi là kỹ thuật bay trung bình, lông nhiều bụi phấn, không đa dạng màu sắc như nhiều loài vẹt khác. 6. Vẹt mào. Vẹt mào là dòng vẹt thân thiện nhất, mức độ thông minh chỉ đứng sau dòng vẹt xám, khả năng nói tốt, tính tình năng động, đặc biệt rất thích nhảy theo nhạc. Đặc điểm nổi bật nhất của dòng vẹt này là chiếc mào cao rất đẹp và nữ tính, tuy nhiên giá bán vẹt mào cực kỳ cao, cao đến mức không phải người mua nào muốn nuôi cũng có thể sở hữu được. 7. Vẹt cai que. Vẹt cai que có kích thước nhỏ, sở hữu bộ lông khá ngộ nghĩnh với sắc xanh lá cây và vàng tươi là màu chủ đạo, chỉ số IQ ở mức khá, không ồn ào. 8. Vẹt Electu. Dòng vẹt này sở hữu bộ lông đơn sắc vô cùng nổi bật, tính phân giới rõ rệt ngay từ giai đoạn con non, đặc tính hiền lành, khả năng nói tốt, kỹ thuật bay tốt và không ồn ào. Tuy nhiên, giá thành khá cao, bản tính lầm lì khó dạy bảo cùng tiếng hét vô cùng khó nghe và đáng sợ. 9. Sun Ko Nuje, vẹt đuôi dài mặt trời. Sun Ko Nuje sở hữu bộ lông có màu sắc sặc sỡ, bản tính trung thành lại vô cùng hài hước, kỹ thuật bay tốt, giá thành rẻ hơn các dòng vẹt nhập khác. Tuy nhiên, giống vẹt này nói kém, âm thanh phát ra lại chói tai. Với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn tìm được dòng vẹt làm đứa con cưng đầu lòng phù hợp.